ơi. Đây, mình có một vài trang bài tập nè, mình copy sẵn luôn nè, quá xá đã. Rồi, cứ về nhà mà làm thông thả nha. Thì rồi. Thiệt ra thì nó còn có một bài tập là bài tập video nữa, nhưng mà từ từ. Đó, bài tập video cũng vui. Rồi. Mấy cái ảnh này có thể thôi được rồi, để tôi tự gửi cũng được. Hả? Sao Thôi vậy? thôi không sao, các bạn Gì vậy trời? gì Con thầy trời, mèo. con mèo ăn hả, con mèo Không. con đấy hả? Cho ăn xong rồi mà bây giờ nó đang làm giặt. Nó đang đòi bế đúng không? Thôi kệ nó đi. Bế nó một chút như vậy. Rồi, cái này thì bữa mình cũng đọc rồi nè ha. Rồi mình có What you do in the evening, cái bài này mình cũng nghe rồi đúng không? Justin Carry Macross, mình nghe chưa? Nghe rồi, nghe rồi. Nghe rồi ha. Ok. Đó, cái ông này go bowling này nọ ha. Rồi, in shape là gì bạn? In shape á? In shape là gì ta? Không biết gì. Nè, mình có cái bài mà shape dưa, nghe bài đó chưa? Shape dưa. Hình như Rồi là cái gì? shape là một kiểu khen cái dáng đẹp thì À, phải. dáng in shape là dáng đẹp đúng không? Out of shape. Hả? Là không đẹp rồi. À, get back in shape. Shapes. Nghĩa là tên shape là đằng sau á, đằng sau Không của cái không dáng đẹp không á. không, get back. Get Quay trở back. lại á. À, quay lại là À, tập lại để cái dáng nó đẹp lại gì. rồi lấy lại dáng. And mình stay in shape là gì? Giữ dáng Giữ đẹp. dáng ha, nheo nheo đó, lại nheo nheo nữa. Rồi. Tôi mệt quá đi. Rồi. Add in for, cái này cũng hay nè ha, mình có thể về nhà tự làm nha. À, ý là Chi không có coi bài tập này được đúng không, ở bên Facebook đúng không? Là coi được thôi, nhưng mà tôi sẽ lại phải lưu vào máy, xong tôi lại gửi vào Facebook với bạn hiểu không? Thì tại vì trên cái iPad này nó chỉ tải được 1 mét thôi, chứ không, tôi không tải được Zalo trên cái iPad này. Vậy thì căng ta, giờ chỉ làm được bằng điện thoại thôi hả? Không thì tôi lại copy cái ảnh này tôi gửi sang bên ấy, tôi lại gửi sang bên Messenger. Vậy thì thôi mình gửi thẳng trực tiếp qua Messenger luôn nha. Đúng rồi, nhưng tôi mới bảo là bạn hãy gửi qua Messenger cho tôi luôn thì tôi đỡ mất công tôi gửi á. Đúng Ok, giờ mình đừng chat bên này nữa, mình chat bên kia đi. rồi. Đừng xôi, đừng xôi. Chat bên kia đi. Chat bên kia đi. Vậy thì nó lại bò lên trên này. Stay in shape. Nó có hình cũng hay lắm. What a shame, baby, what a shame. Livestream Mèo. Bạn có nghe được nó đúng mèo không? Nãy mình nghe được có một câu rồi, nhưng mà nuôi có một con thôi hả? không? Chờ một con là đủ chết rồi bạn ơi. Nuôi một đàn cho nó vui. Là lý thuyết Không thôi. thấy vui. Không thấy vui chút nào đúng không? Tôi không thấy có cái chỗ nào nó vui hết. Rồi. Shame, baby, what a Sau này giấc mơ của tôi là nuôi một nhà chó mèo đấy, bạn biết không? shame. Nhưng mà cái đoạn mà dọn cướp cho chúng nó thì không ổn lắm. Nó sẽ đẹp nếu như tụi nó đừng ăn xong rồi dậy luôn á. Cho nên là Có vô chắc rồi là đừng có ra thì nó sẽ rất là đẹp. Cuộc đời sẽ vô cùng mình đẹp. vẫn nên chỉ phụ trách cái công đoạn chơi thôi, còn cái công đoạn mà dọn thì chắc vẫn phải để người khác phụ trách thôi. Thì bác phải rất là giàu để bác thuê người khác, nghe như một giấc mơ nhỉ. Nghe Nhưng như tên mới ngoài là giấc mơ đấy bạn kinh, ơi. mơ ác thế. Rồi. Thôi chỉ cần có chó mèo để chơi cùng thôi. Trời, cuộc đời rất đẹp. Quá đẹp, xuất Ừ. sắc. Xuất sắc. Tiền ở đâu thì không ai nói. Là Tiền ở đâu thì không ai nói cho tôi biết. cú te. Rồi. All right. So now today we will have listen. We will have to listen again. What you like the most, right? Yes. Đúng rồi, mình thích cái này nhất đúng không vậy? 6, Thích 10A. cái gì? Tôi thích cái nghe. Không, Ừ tôi không đúng. thích đâu. Không Tôi nghe, tôi nghe. Tôi nghe, nhưng mà thôi vẫn phải nghe thôi bởi vì nghe dốt quá. chứ để mấy ảnh nói rồi không nghe rồi làm gì. Page 39, Rồi. exercise 10. Cái hình của cái máy này á là cái này nè. Đấy. Nhìn hai người này rồi tưởng tượng ra cuộc hội thoại của người ta ha. Nhìn chán quá. Rồi, freak. Freak có nghĩa là người lập dị hoặc là người cuồng.
Ví dụ như thế này là freak là lập dị nè. Ha. Đấy. Và a tram or a finished freak nghĩa là người cuồng thể hình. Nha. Thế thôi. Rồi. Next. Conversation. I'm a real fitness freak. Freak. Lộn. Có đọc lộn thành freak không à? Freak. 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 Yes. Freak. 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 Next. Part A. Listen and practice. You're in great shape, Keith. Right. You're in great shape. Great là nhỏ, hả? Không, great như kiểu là tuyệt vời. Great. 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 Great shape. Right. Great. Great. In great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. Right. I guess. Ha. Từ này mình đã quen chưa? Guess. Guess. Đoán. Nha. Đoán. Yes. I guess. Guess okay. What? Đoán được không? I'm a real fitness freak. And? How often do you work out? How often do you work out? À, tức là cái này là... À, rồi. Thôi bạn đọc lại đi. How often do you work out? How often do you work out? Yeah, work out. Thường xuyên tập luyện à, bạn thường xuyên tập luyện như thế nào? Nghĩa là sao? Nghĩa là chắc kiểu là ý là bạn tập bao nhiêu buổi? À, một tuần. Bao lâu một lần? Từ bao lâu một lần? Right. And next. Well, I do aerobics twice a week. Twice a week à? Yes. Đúng không? Twice once. Aerobics twice a week. Yes, twice a week. Này, next. And I play tennis every week. And I làm gì? And I play tennis every week. And I play tennis every week. Yes, I play tennis every week. Next. Oh. Tennis? That sounds like a lot of fun. That sounds like... Lot of fun. Ah, là gì? Sounds like a lot of fun. Like fun fun thì chắc là vui vẻ rồi. Right, clot, clot, chứ không phải clot đâu. That sounds like a lot of fun. A lot. A lot of. À, rất nhiều. Rất nhiều vui nghĩa là vui lắm á. Nghe vui quá hỉ. Clot of, clot of. Lots of fun. A lot of fun. And. Oh. Do you want to play sometime? Do you want to play sometime? Giữa động từ là. Do you want to play sometime? Do you want to play sometime? Yeah, sometime là lúc nào đó nha. Chứ không phải là sometimes thỉnh thoảng thì nó sẽ khác nha chỗ nào. Chắc là sometime này là không có s. Lúc nào đó ha. Rồi sometime I will lend you ha. How well do you play? Hỏi là how well do you play? How well she plays? No. Right. No. How well do you play? How well? Well là gì vậy? Well sáng. Tốt. À tốt, giỏi. Hồi sáng có coi cái giải thích well well không? Không. Nè. Tôi chả bao giờ tôi mở cái đấy ra bạn ạ. Thôi bạn ao nhớ giùm tôi với. Nó bị ngợp quá và đã không tôi bảo cho mọi người thấy có đông vui cho mọi người có động lực thôi chứ cần. Thôi bạn ao đi. Thôi bạn ao đi. Bạn cần ở trong đó chi đâu cho nó mệt. Tôi ủng hộ bạn thôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi không cần. Bởi vì bạn đấy. Thôi cảm ơn. Xúc động quá. Vì bạn mà. Rồi. Good á. Là tính từ well là trạng từ nha. So thí dụ như mình play well là mình chơi giỏi. Nha. Còn nhưng well nó còn có nghĩa danh từ, nghĩa tính từ nữa. Thí dụ như the well is dry nghĩa là giếng thì đã cạn rồi. Đấy. Rồi, he works well, anh làm việc giỏi. I don't feel well thì là tôi thấy không khỏe, hoặc là I feel unwell là tôi thấy không khỏe nè. Đấy. Rồi tears well up ha. Có nghĩa là nước mắt đó, nó tràn lên, giống như là giếng vậy đó, nó tràn lên vậy đó, là tràn ra. So well, I think so là well. Đấy. Nhiều nghĩa không?
nghĩa tháng từ, nghĩa động từ, nghĩa tính từ. Chắc cái well này là cái từ mà nó có nhiều nghĩa nhất ở trong tiếng Anh á. Rồi. Ngạc nhiên chưa? Rồi, so well hả? Được rồi, kiểu vậy. And how well do you play? Bạn mới hỏi là how well? Yes. Okay, how well do you play? And do you? Trời ơi, nghe chẳng ra do you thì nghe như kiểu thì ấy. How well do you play? How well do you play? How well do you play? Được chưa? Cái từ do you tôi không thể nghe ra được luôn đấy. Right, next. Pretty well, I guess. You play. Pretty well, I guess. Pretty. Khá là. Pretty well. Bình thường pretty là cái gì? Pretty. Pretty. Pretty girl. Cho coi pretty girl nè. Tốt à? Không. Pretty girl là mấy cô này thấy như sao? Xinh quá. Xinh. Đấy. Chữ pretty có nghĩa là xinh. Nha. So beautiful and pretty girls. Xinh. Giống như xinh á, chẳng đẹp thì là beautiful. So pretty là xinh. Nhưng pretty á, trạng từ có nghĩa là khá. Nên pretty good có nghĩa là khá, khá ổn, khá khỏe. Và pretty well nghĩa là... Thế nó có chung với lại cái khoai, khoai nó từ. Đó, nó đó, nó đó. Huh? Quite, nó cùng nghĩa. Pretty. Huh? Rather, fairly, kinda, kind of. Sada. Người ta đã, người ta hay dùng cái gì nhất hả bạn? Khoai đúng không? Nào cũng xài đó. Mấy này là khá là hết nè. Sada, sada, pretty, quite, fairly, fairly. Nhưng mà hai cái này thì quen nhất nè. Và cái này nữa nè. Đó. Còn lại thì không có thân thuộc. I'm quite good. I'm pretty good. I'm kind of good. I'm sort of good. Đấy. Thì cái này mà bác chịu khó theo dõi thì chắc cũng thấy đó. Tại vì giải thích mấy cái này cũng nhiều rồi. Nhưng buồn thay. Nhưng buồn thay. Chắc mình phải thu phí thành viên á. Thì người ta mới tiết tiết. Người ta coi bài cho nó khỏe. Cho nó đỡ tốn. Một lúc sau vẫn thấy chị đã. Pretty rather. Fairly. Kinda slash kind of slash sorta slash sort of. Ông đọc thêm cái slash này nữa nha. Là gạch chéo á. Rất là kỹ ha. Slash. Khá là. Tất cả mấy là khá là nha. Nó có nguyên cái trang vậy nè. Đọc đi bạn. Quite. Quite. Right. Nhìn phiên âm, nhìn phiên âm. Đầu đầu à ha. Quite pretty. 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 Pretty á? Yes. Giọng Mỹ mà. Thay vì đọc là pretty, thì đọc là pretty. 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 Sao phiên âm T mà cuối cùng lại đọc là D? Bộ không nhớ cái vụ đó hả? Cái vụ mà rung thành đờ đó. Rồi. Pretty. Tôi tưởng cái phiên pretty. Âm, tôi tưởng cái phiên âm thì nó phải cho mình đờ với tàu. Không, không phải. Liên quan vậy. Pretty. Rồi. Pretty. Thế tôi cần cái phiên âm gì? Rather. Phiên âm chỉ là chuẩn thôi. Còn ra ngoài muốn đọc sau đó đọc. Ví dụ như viết là đi về nhưng tại sao bạn lại đọc là đi về? Chẳng lẽ mọi người ở trên địa phương ta bị nói ngốc. Cái này nó nói. Nó nói địa phương nguyên cả nước nó luôn á. Phương nhiều nữa. Rather. 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 Fairly. 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 Yes. That's it. Fairly. Fairly. Đấy. Rồi. So, ông này ông kêu pretty. Pretty. Pretty well, I guess. Đấy. Pretty well, I guess. I guess. I guess. Này là gì? I guess. I don't know, but I guess. Tôi, mình không hiểu, mình không biết, nhưng mà mình guess thôi. Mình sẽ thử á, nó giống như try. No, no, ai đoán. I guess. Guess. Đâu là guess. Guess. Guess, đúng không? G-E-S-S. G-E-S-S. Guess what? Guess. Đọc giống như là E. Nó có sờ, nó có sờ. Guess. 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 Đấy. Rồi. Pretty well, I guess. Next. Well, all right. But I'm not very good. What?
Right, but I'm not very good. But I'm not very good. Là sao? Được thôi, nhưng mà tôi I'm not very good á, tức là tôi không tốt à? Ý là tôi chơi không tốt à? À, tôi không very, mình dịch chữ very sao? I'm not very good, nghĩa là sao? Không không tốt lắm, à, không tôi tốt không lắm. Tốt cho lắm ha. Rồi. Đấy, I'm not very good. Đấy, I'm not very good at this. À, tôi không giỏi cái vụ này lắm. Vụ mà chụp hình đi tù á. Yes. Cái đó người ta gọi là mức shot nha. Mức shot có nghĩa là shot là một cái shot là một cái đoán hoặc là một cái chích, một cái liều chích. Còn mức là cái ly hoặc là cái bản mặt. Nên mức shot là ảnh chụp mà ảnh chụp đi tù á. Ảnh chụp chân dung hả? À, ảnh chụp tù á. Chứ không phải chân dung khỉ gì đâu. Chân dung là portrait. À, cái đó nó lại là một từ khác nữa. À, chân dung là portrait. Còn mức shot là chụp đi tù, chụp để mà cho cảnh sát á. Đấy. À, thế gọi là chung có cái mức shot hoặc phải phải mệt luôn này. Kênh kênh xì bo nhìn mà ổng dữ vậy. Rồi. So đây đây là các mức shot nhìn cũng pretty handsome đúng không? Đúng không? Anh này nhìn pretty handsome nè. Trông nguy hiểm quá các bác ạ. Hình như là nghệ sĩ đó nhưng mà sao mặt vẫn rất là hợp với ba cái mức shot này quá ha. Rồi. And next pretty. But I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. No? No problem. À, ai đọc chậm như vậy? Không đọc sao? Problem. I'll give you a... No problem. No problem. Không đọc cũng chậm mà. No problem. Nhưng có ai đọc là no problem đâu. No problem. No problem. Problem. Nghĩa no là, problem. Thí dụ như hai cái từ mà như thế này nè, mình không bao giờ mình tách ra thành bờ rớt, mà là no problem. 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 No problem. No problem. 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 Yeah, problem. 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 Không phải lầm mà lầm. No problem. 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 Nó không phải lầm. No problem. Problem. Lầm nữa thấy không? No problem. 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 Rồi. That's it. I'll give you. Hay là I'll take you. Hay là I'll get you. No problem. I'll give you a few tips. I'll give you. Okay. That's good. I'll give you a few tips. Here we go. Bây giờ mình có nói về cái chữ mà rồi mấy shape shape này mình biết hết rồi đúng không, dạng nè, hình dạng nè, hoặc là dáng nè, rồi and sometimes 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 khác nhau chỗ nào bạn? Sometimes là thỉnh thoảng, à thêm mét ha, còn sometimes kia là không có s thì sao? Không có ad thì chắc là lúc nào đấy à, sometimes lúc nào đấy. Còn thí dụ như mình nói sometimes I go out for an ice cream là gì? Thỉnh thoảng tôi đi ăn kem à? À, đi ra ngoài ăn kem. I need some time to finish reading book. Tôi cần lúc nào đấy. Không, tôi cần một khoảng thời gian. À, tôi cần một khoảng thời gian để đọc xong cuốn sách à, này. Yeah. À, rồi xong, thí dụ như là sometimes một vài lần nhưng không biết có ai nói gì không ha. I met him, thường là người ta a couple of times, hoặc là chứ không ai nói sometimes như thế này hết á. Đó. Đấy. Chứ nếu mà nói sometimes như vậy thì nó lại quá là dễ hiểu lầm á. Đấy. À, hẹn gặp lại đi uống cà phê lúc nào đó. À. Đấy. Gắt gối không? Gắt gối không? Căng không? Có. À. Rồi tôi sẽ quên hết thôi. Tôi sẽ chỉ nhớ được có sometimes và sometimes. Thế là xong. Còn những cái lung tung khác là tôi sẽ... Auto xóa. Auto xóa. Não tự động xóa đi để dành nhận bộ nhớ cho cái khác. Não thì to, đầu thì to mà cứ... cứ cứ làm giống không. Như là không có bao nhiêu á. Ok. Dung lượng nặng phần tôi bé lắm. Thôi đi bà. Rồi. Bây giờ mình đọc ha. You're in great shape. Khí. Đâu rồi? Đọc đâu nhỉ? Đây đây à. Ok. Thanks. I rest. I'm a great. I rest. Fitness freak.
Freak. Freak. Freak. Freak. Ừ. Chữ này là real trong really á bạn. Real. 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 Yes. I'm a real Finnish. Finnish freak. I'm a real fitness freak. 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 Rồi, vô bạn. I'm a real fitness freak. 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 That's good. Rồi, how often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. Uh-huh. Phải aerobics không? Nhìn phiên âm. Aerobic. No. Aerobic. Aerobics. Aerobics. Right. Twice a week. And I play tennis every week. Week. Okay. Week. Yeah. Week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Tennis. Do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well. I rest. Oh well, all right, but I'm not very good. No, từ từ. Cái này là bà lầm đúng không? No problem. Blum. Không no à? Problem. Thích, bà lầm đúng không? Tôi thích lầm không à? No problem. Lầm mà, từ đó lầm hay là lầm gì? Thưa chị, đó là chị đừng có don't make me repeat myself. No problem. Lầm. Thì chả là lầm mà. Lầm chứ không phải là lầm. No problem. Lầm. Okay. No problem. I'll give you a few tips. Tips. Yes. Tips. Good. Tips. Yeah, mình hay có tips. Cái beauty tip. Beauty tips. Beauty tips. Đấy. Tips. Okay. Tip. Đúng không? Đấy cái mẹo đó. Beauty tips for beginners nè. Đấy. Đấy. Đó. Đấy. Cái tiền tip nó là gì? Tiền tip cũng nó luôn đấy. Hả? Nó vừa là tip, vừa là mẹo nè. Mà nó vừa là tiền bo nè. Nó vừa là bo cho người ta nè. Mẹo nè. Bo nè. Tiền bo nè. Đấy. Rồi. Hay là cái đỉnh nè. Thí dụ the tip of my... From the tip of my head to the bottom of my... Tới cái gì đó quên rồi. From the top of my head đi. Từ cái đỉnh đầu nè. Đấy. Người ta hay có cái... Trong yoga nó hay có cái... From the top of your head to the tip of your toe cái gì đó. Đây nè. Tới cái gì cái toe á. Đây nè. To daddy nè. I love you from the... top of my head to the tip of my toes. Tôi yêu con yêu bà từ cái đỉnh đầu cho tới cái ngón chân. Cái đầu ngón chân của con á, yêu từ đầu tới đuôi á. Ở mình nó okay. Kêu là đầu đuôi, nó kêu là ngón ha. From the tip con này sẽ là from the top of my head to the tip of my toe. Đấy. On the top of my head from... to the tip of my toe. Đó. Đó, từ đầu từ đầu cho tới đầu ngón chân, từ đỉnh đầu tới đầu ngón chân. Rồi, that's it. So người ta hỏi là do you tip? Hả? Do you tip the waiters or waitress? Do you tip? Cái này mà chịu khó coi bài trong nhóm là ba cái từ này biết hết. Waiter, waitress này nọ. Người ta coi mà nó vừng vừng nó biết waiter, waitress không? Không. Tip. Biết mà. Tất nhiên rồi bạn. Serve, bài. Waiter, waitress, server. Tháng, huh? Mỗi tuần sẽ xem một bài trong nhóm. Quả là một sự tiến bộ. Right. Waitress là nữ phục vụ ha. Còn waiter là nam phục vụ. Serve waiter. Là phục vụ. So server là mấy chủ và cũng là người phục vụ luôn. Ha.
cái mình đi mới tính là server đúng không? Ok. Rồi, xong người phục vụ cũng server nên người ta hỏi do you tip the waiter, waiter là hỏi là gì á, bạn có bo cho người phục vụ không? Do you tip the waiter? Hả? Do you tip the waiter? Có bo No. không? Cứ tiền cho lắm. In Việt Nam cái gì We nhỉ, don't không tip có cái hả? trò đấy. No, 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 Đúng no. Ở đâu cũng có những người cần tiền. Đúng không? rồi. Ok, Nhưng tôi không có tiền. so. Để có À, thể trong bo đó cho có bạn. bao gồm em. Đó, thì Đúng rồi. hồi mình đi làm thì mình cũng thích được bo mà. Kiểu mình đi làm phụ bàn mình cũng thích được bo mà. Mình cũng vất vả. Nên mình giờ mình lớn rồi mình sẽ bo lại những người đó. So are you a real fitness freak? Are you a yoga, Pilates freak? I'm asking you, are you a yoga? Oh no, are you a Pilates Are you a Are you a Pilates freak? Paradi? Paradi là cái gì nhỉ? Pilates, what is what you are teaching? You are teaching À trời ơi, Pilates. tôi đang nghe Paradi. Ok. Ừ, Đọc vì là tích quen ở gì. đúng rồi. So, Ok. are you a Pilates freak? No. No, what are No. you crazy about? I'm done. Yes, I'm done. Don't, no, I'm not. Mình hỏi bằng are No, you. So, what are you crazy about? I'm not. Yes. About tôi. Cuồng Mình gì thích á? cái gì nhất à? Phát Kiểu cuồng mình hay cuồng gì cái á? gì đúng không? Yes, what are you crazy about? Nothing. Nothing. I'm not Nothing. crazy about Yes. anything. And so, currently, are you in great shape? Currently, Okay. huh? Currently, at the moment, hiện tại đó, thì are you in great shape? Currently, You at the moment. in great in In are good you shape? in Yeah. great shape đúng không? Yes. Are you in good shape? Ý là kiểu bây giờ dáng mình có đang đẹp không đúng không? Yes. Yes, I Yes. am. I I think so. I think so. Oh, I think so. Còn nếu mà tôi không nghĩ vậy thì I think not. Hoặc là I don't I think think so. Còn tôi đoán là vậy thì nói sao? rest. I guess So, so. Tôi không đoán I vậy. Tôi đoán không phải vậy thì là sao? guess. I don't guess so. Không, I guess not. I I guess guess. Rồi, tôi không đoán là vậy. And tôi đoán là không phải vậy đó. Rồi, okay. not. So, how often do you work out? I'm usually work out every day. I work out every day. Rồi, and do you work out for fun or for work? Maybe Both. Okay. both, Both. both, both. And all right. So what's your workout routine like? Routine là cái giống như cái lịch á. Routine. What's your workout routine like? When I have free time, but about 1 hour, 1 day. Day. One 3 days. hour a day. Một giờ một ngày hả? Okay. So, Mm. besides Pilates, what else do you do? I practice I do yoga You do yoga. and do cardio. And do cardio. Wow, you do a lot. And walk. I walk. I walk. You walk. Okay. I walk. Oh, that's Yes. good. Wow, you do a lot in a day. Or it No. depends on the day. Tùy It ngày đúng không? depends. Yeah, it Oh, depends on the yes. day. It depends It on the. depends on the day. Yes, Yes. mình có yes, no, depends. Có nghĩa là một là yes hay là no, còn không là tùy. Tại vì động Yes, từ nó có nghĩa là phụ thuộc. depends. Depends. Yes, Depends. depends, depends. Depends. Depend. Depends. Depends. Đấy. Depends. Đấy. Depends. Yes, no, depends. Tùy nhanh. Đấy. Mm. You love me? Depends.
Okay. Wow, that's a lot of fun. And do you think working out is fun? Is it fun to you? Is this fun? Is to working you? Out fun? Is it fun to work out? Yes. Yes, I think so. You guess so? Okay, have fun. Why is it fun to you? Isn't it tiring? Mata. Isn't it tiring? Isn't it tiring? Oh, nó không mệt hả? Nó không mệt hả? Isn't it tiring? It is tired, but is the fun. Yes, it's tired, but it's fun. Rồi mình có làm sao để phân biệt được tiring và tired nha? Ha. Cái này hình như là đã dạy rồi nên cho nhiều. Right, let's look at the picture. Who is tired? Bạn hãy chờ một phút để tôi nghe điện thoại đây nhé. Okay. Alo. Yes. What do you mean? Nhưng mình nó có tính từ nữa nha. Mình có tính nghĩa từ là ích kỷ, xấu tính. Why are you so mean to me? Lại còn vậy nữa. Why are you so mean to me? Why are you so mean to me? Đấy. Why are you so mean to Mel? Xin nghỉ. Ôi. Nó lại chân nó còn ngắn nữa chứ. Mean. Cái bọn chân ngắn này thì chắc không thể bắt chuột được rồi. Chuột bắt nó thì được. Okay. Sound. Sound là âm thanh nha. Động từ có nghĩa là nghe có vẻ. Sound. 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 Okay. Does English sound fun to you? Does English sound fun to you? No. It's not, it doesn't. Yeah, no. Rồi, mình nói một câu, trời, tiếng Anh nghe với tôi không có gì, không vui gì hết. English sound English, not fun for you. English for doesn't. Huh? English doesn't. English doesn't. Nghe có vẻ vui. Nghe có vẻ vui. English doesn't có vẻ is fun. Động từ nghe có vẻ. Listen. Sound. Listen. Sound. Sound nhỉ. Sound. Sounds. Yes. Sounds. Hồi bữa mình có giải thích á. Like. Sound. Sound fun. Sound. Sound fun. Sound. Sao trời ơi là trời, giải thích five senses verb này chắc cũng rụng rời luôn rồi. Có nghĩa đây là năm giác quan ha. Năm giác quan thì nó sẽ có những cái động từ như là five senses verb nè, nghĩa là mình sẽ có taste là nếm có vị ha. Đấy, touch là chạm. Sight là sai á. Sight là cái thị giác á. Nhìn thị giác. Hearing là nghe. Thính giác. And smell. Smell so good. Ngửi. Hoặc là nghe có mùi. Đấy. Thì tương tự với tụi nó sẽ có cái động từ như là sound. Nghe có vẻ ha. Sense verb đi. Đây nè. Đây. Ok. Không Trâm nha, cái này tôi chưa học bao giờ đâu Trâm ạ. Đúng, chưa học nhưng mà trên nhóm á, đầy ôi ra. Ôi dồi ok. Chán thế. Được rồi. Rồi. Thế từ giờ tôi sẽ cắt, tôi sẽ tụt xuống một tuần một buổi còn lại học trên nhóm mới được. You there. Dám không? sợ hãi. Tàu này thì tầm 70 tuổi chúng ta sẽ nói được tiếng Anh. Rồi, ok, to sound. Sound, bây giờ mình nói đi. Sound là style. Mình sẽ nói với cái gì? Sound là nói với sound. Mình sẽ dùng giác quan nào? Ears. 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 Ear. R cong lên và đọc là ears. Đọc nó cứ giống như cái mắt ấy nhỉ? Không, ai mới là ai là mắt, còn cái ears. Right. Ears. Còn taste. Thấy taste chưa? Mouth. Là gì? Mouth. 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 Kéo dài ra. Mouth. Mouth.
Mouth. Mouth. Ừ. Mouth. 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 Kéo dài vậy đó. Mouth. 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 Okay. Mouth. Feel thì sao? Feel chắc là hand, hands. Hands. Look. Trông có vẻ, nhìn có vẻ. Look. Eye. Eyes. Smell. Smell nose. That's right. Taste nghĩa là nếm có vị ha, hoặc là cái vị, hoặc là cái gu. Thí dụ my taste in what's your taste in men? Đấy. What's your taste in men? Sở thích gu của đàn ông, gu đàn ông của mình là gì? Muscular, handsome. Handsome. À. Muscular phải có cơ bắp, hoặc là intelligent and kind. Đấy. Intelligent, generous, kind. Mình phải thông minh, mình phải rộng rãi, mình phải tốt bụng. Đấy. Yeah, taste in men. Đấy. Cái no, just handsome. No, 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 handsome. You can eat handsome, you know. Mình nói là mình không ăn được cái handsome nhé bạn. This is không, nhưng mình có taste. Thể ngắm cũng no, 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 no. Then you say your taste in men. Đây, taste của mình là anh này. Ok. Anh này thì hài. Anh này thì hài, nhưng anh này thì... good, good man, good man. Right. Good man. Good, good man. Family man. Người đang của gia đình. Nhưng mà rất vô quanh anh rất nhiều cô gái đẹp, nhưng anh vẫn kho vẫn family man. Rồi, ok. So do you want to meet, do you want to hang out with me sometime? Hang out là gì? Hang out là... Hang out. Hang out. Hang out. Right. Do you want to, nghĩa là go out with? Do you want to hang out with me sometime? Tôi đi ra ngoài hả? Đi chơi á. Do you want to hang out with me sometime? Bạn có muốn đi ra ngoài cùng với tôi rồi lúc nào đấy không? Đi không? Chơi á, đi chơi á. Hang like chill. Do you want to hang out with me sometime? Yes, when I go Ho Chi Minh City. When I go to Ho Chi Minh City. All right. And what do you sometimes do when you have free time? What do you sometimes? Tức là what do you sometimes? Xong lại when do you? No, when no. What do you sometimes do when you have free time? When have a, khi nào mà bạn? What do you sometimes? Khi bạn có thời gian rảnh. Yeah, sometimes. What do you sometimes do when you have free time? Tức là lúc như là vẫn chưa trải hiểu lắm. Tại là sẽ là, đi lúc nào thời gian rảnh đúng không? What do you sometimes do? What do you sometimes do? Bạn sẽ làm nó. No, no. Bạn làm cái gì? Làm gì khi bạn ơ? Thỉnh thoảng. Làm gì? Sometimes. Thỉnh bạn làm gì khi bạn có thời gian rảnh? Yes. Đấy. Trời ơi, nhiều khi tôi cảm thấy tôi không thể ghép lại thành một câu được ý. Từ cứ bình tĩnh. Cứ dịch từ từ. What do you sometimes do? Bạn do. Làm gì? Bạn làm. Xong dịch ra what? Cái gì? Sometimes. Thỉnh thoảng. What do you sometimes do? When you have free time. When you have free time. Yeah. I sometimes... làm gì thỉnh thoảng nhỉ? Chắc là hang out with my friend. One friend, yes. Or many friends? Many friends. Đấy, cái chỗ đó mới chết đó. Friends. Friends. Đấy. Rồi, sometimes thiếu S là bạn. Sometimes. Bạn đọc thiếu S đấy. Sometimes và always. Yeah. Sometimes, always. Always. Okay, that's good. All right, how do you stay in shape? What do you do to stay in shape? Work out every day. I work out. Every day. Okay. And that's very good. Wow, every day. And all right, what do you think about swimming? To keep fit. What do you think about swimming to keep fit? Yeah, what do you think about swimming to keep fit? To keep fit dáng. Yes. Không phải là yes nhỉ. Thế cái này là bạn đang hỏi tôi là bạn nghĩ gì về việc đi bơi giữ dáng đúng không? Yes, đi bơi để giữ dáng. Nghĩ gì về đi bơi giữ dáng? I think it's right. It's good, right? It's great. It's great.
It is right. Great. Great. Right. Okay. Right. Great. All right. How often, how long do you swim every time? Do you swim? Swim? No, no, no. I not know. Ấy, tôi không biết là sao. Tôi không biết là bình thường nói sao. I'm not. No. Tôi không biết. No. Don't. I don't swim. I don't swim or yes. Không cần know hả? Còn know á, là không có phải biết cái kiểu đó mà mình không thể bơi là mình I can swim. I can. Ờ, thế phải là không thể chứ nhỉ? Yeah. Đúng rồi. I can't swim. Can swim. Yes, I can swim. I can't swim. I can't swim. I am. Tôi đã học bơi thì sẽ là. Ấy, chữ học là gì? I learn. Learn. Learn the cách. I learned. Tôi I học learned. Cách. Cách là gì? Cách là gì? Mình có the way. Một là cách, hai là đường. The way. Nhưng trong cách là how to. Đấy. I learned how to. Bơi. I learned how to swim. Swim. Đọc nhanh lên. Đừng đọc thành swim mà swim. Là swim. 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 Rồi sao nữa? Swim. But I can do it. But I can do it. But I still can. I still can do can't it. Can't do it. Rồi mình nghe thử coi nó có là can tạm nha. I learned how to swim, but I still can't do it. Right. Thế thì làm sao nó phân biệt được can với cannot? Có thể là cần, còn lại là can hết. Cần với can. Còn lại là can hết. Mấy can kia thì không có can nào có tờ đó. Đọc, viết có, nhưng mà đọc không có. Can. 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 Rồi. Đây, thí dụ như nó sẽ gọi là stop T á, là ngay chữ T nó ngừng lại một chút ha. Là thí dụ I can't do it. I can't do it. Đấy. Still can't do it. Đúng không? Still can't do it. Still can't do it. You can do it. Dạ, yeah, nếu như mà đứng cuối câu I can't thì cứ đọc tờ bình thường. Nhưng trong câu thì nest luôn chó khỏe. I can't do it. No. I couldn't do it. I can do it. Thấy sao? Thì thấy I can do it thôi. Ừ, I can do it. Thấy chừng đó là được rồi. Đừng thấy khác là được. I can do it. I can do it. Now đi bọn. I can do it. That's right. I can do it. And next, mình sẽ có làm. All right. Do aerobics. Do you like doing aerobics? Do you do aerobics? No. Not. Do you? What? Mình hỏi bằng chữ do thì mình sẽ trả lời bằng gì? Do. No, I'm don't. No, I don't. Okay, no, I don't. No, I don't. All right. No, that's fun, right? Is it fun? Is it fun? Yes, I think it is fun. Yeah, it's fun, but I don't. But I don't. Yeah, yes. I don't do it. Okay. And all right. What other sports do you think is fun, but you don't do it? It is Zumba. Zumba. Dancer. Dance. Okay, Zumba dance. Belly dance. Why? What? What about? Sorry. Belly dance. What? Belly dance. Yes. Múa cái phần nào? Bụng. Belly dance. Bụng. Belly. I think Andy là bất kỳ đúng không? That's right. Okay. Rồi sao nữa? Andy có phải bất kỳ không? Đúng rồi. I think any sports have music. Very fun. Yeah. Đều rất là vui ấy. Yes. Vậy thì mình nói là any sports with music. Any sports with music is fun. Any sports with music is fun. Yes. Is fun. Yes. Hoặc là mình có thể that has music. Hoặc là mình rút gọn mình để quan hệ chủ động bằng cách having music. Nhưng làm vậy thì rắc rối quá. Nên thế là mình cứ with thôi là xong. With với là thành có. Music is fun. Is fun.
Right. Yes. Any sport that has music is fun. Music is. Any sport having music is fun. Any sports music. With music is fun. Okay, your please. Any sport that has music is fun. Okay, that's good. Any sport having music is fun. Any sport with music is fun. That's good. Rồi, chữ này không phải have, mà là have. Không phải have, mà have. Have. That's good. Have. And all right, next. Okay, so that's good, right? That's good. All right, next. All right. The next part, huh? Who's the winner? Winner and loser, nghĩa là gì? Lose là mất, winner là thắng. À, lose là thua nữa, loser là người thua cuộc. Loser là người thua cuộc. Nên nhiều người mà chửi người khác là loser á là xúc phạm lắm á. Nó là một cách chửi rất là thâm thúy. Thâm thúy. Không thích như thế. Rồi. Ở nước ngoài nó hay chửi vậy chứ. Ở Page Việt Nam 30. Nó chửi toàn lấy động vật ra chửi không à. Đúng rồi. Nên đàn mình so mình với mấy con mập mập mèo. Không. Khổ thân mấy con chó con mèo. Heo nữa. 9. Exercise 10, Part B. Listen to Keith and Ruth after their tennis match. Match là trận đấu nha. Hoặc là cái gym nữa. Mà biết lên app, có một cái app kêu là match không? Hai người lên Tinder xong match nhau á. Kết nối với nhau. Cái nói đó là match, match đó. It's a match. Yeah. Đó là hai người hợp rồi đó. Match gì là hợp nhau. Cái này tôi cứ bị nhầm với cái môn toán ấy. À, nó sẽ là thờ, môn toán nó sẽ là thờ. Yeah. Math. Math. Còn cái này là match. 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 Ok, sau cái trận đấu này. Rồi á, thí dụ mình kêu người ta là you're no match for me. You're no match for me. No match. Yeah. Ok. Đấy là anh không có hợp với tôi đâu, nghĩa là anh không xứng với tôi đâu nha. Hoặc là I'm out of your league. Tôi là ngoài tìm với của bạn. Ghê không? Tôi, cái ghê league, ghê. Tôi ngoài tầm với của bạn. Ghê, ghê, ghê. Ghê thật, chắc kiếp sau mới nói được. bạn không phù hợp, hoặc là không xứng nha. You're no match for me. Đấy. League, mình có football league á. Ha. Cái giải đấu á. Đấy. I'm out of your league. Nè. Đấy, đây nè. Đấy. I'm way out of your league. Tôi cực kỳ ngoài tầm với các bạn ha. Thì mình ngược lại sẽ là out of my league. Nghĩa là gì? Mình nhìn cái cô này đi. Cái anh này, anh nói là she out of my league. Mà ngoài tầm với của tôi. That's right. Đúng rồi, nhìn thì có vẻ vậy đúng không? Trông cô đẹp ghê. Nhìn anh mà ngố gì mà nó ngố. Đấy, thì she's out of his league ha. Rồi, rồi, mình đọc là L-E-G-U-E. League. Okay. League. Rồi match ngoài ra còn có nghĩa là quay gym nữa. Match. Nó rắc rối ha. Nhiều nghĩa vậy. Rồi. Nó chả biết fan gì nha. Hai cái quay gym này nè. No match, chứ không phải not match nha. Rồi viết lại nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Face it, Ted, you're no match for me. Nghĩa đen á, có nghĩa là đối mặt đi, Ted à. Ha? Anh không xứng với tôi đâu, nhưng nghĩa bóng là không xứng với tôi, nhưng nghĩa đen là anh không phải là quê diêm đâu. Anh không phải là quê diêm với tôi. Ok. Quê diêm nói quê diêm kia là mày không phải quê diêm gì với tao, mày không xứng với tao đâu. Thì là hài quá đi. Rồi, không sao? Hiểu, à. Mấy cái câu chuyện cười tiếng Anh này phải hiểu tiếng Anh mới thấy buồn cười. Đây nè, you're no match for me nè. Not even close ha. Mày không có bằng tao đâu ha. Không hề luôn, không gần tới cũng chưa có nữa chứ đừng nói. Not even close ha. Đấy. Đấy. Interesting. Huh? Tiếng Anh thiệt là vui. And next. Rồi, who's the winner? Let's listen. Who's the winner? Good game, Keith. Mà nói gì vậy? Good game. Yes. Good game, Keith. Bạn đọc good hay good? Good game, Keith. Good game, Keith. That's right. Good. Good game. Thanks. You too. Right.
Next. Thanks. You too. And congratulations on the win. Cái gì đấy? À, chúc mừng ha. Congratulations on the win. Em ơi, cái từ này nó dài thế này á. Ừ, nó là vậy á. Chúc mừng. Congratulations on the win. Cái từ này từ chối học. Con gì đây? Congratulations cái à, vậy vậy vậy. Mình có cái chữ này là đọc là chu nè nha. Congratulations on the win. Yeah. Từ là chúc mừng đúng không? Ừ. Congratulate là động từ của nó và congratulations là danh từ của nó, hoặc có thể nói ngắn gọn là congrats. Congrats. Từ này là một từ thiết thực đó nha. And congratulations on the win. Congratulations on the win. Thôi, thôi. Congratulations. Thôi mình che chữ này cho nó dễ đi. Che chữ đó. Rồi. Congratulations on the win. Congratulations on the win. Yeah. Mình sẽ nhìn vô nha. Mình thấy congratulations. Nói luôn. Congratulations on the win. Yeah. Zon, congratulations. Zon the win. Zon the win. Zon the win. Yes. Right. Congratulations. Congratulations. Yes. Congratulations. Congratulations. Yes, right. Congratulations. Đấy, chúc mừng nha. Ha. Thì sau này mình muốn chúc mừng ai mình cứ nói như vậy nha. Congratulations. Hoặc nói ngắn gọn là congrats. 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 You won. Congrats. Yes, sir, your congrats. Những lời chúc mừng á. Congrats. Congrats. No, 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 no. Không phải chờ mà là congrats. Congrats. Yes. Congrats. Yeah. You won. Bạn đã thắng rồi ha. You win thì là nó hơi sai ngữ pháp đó. You won mới đúng. Bạn đã thắng. You won. Rồi. And you play pretty well. You play pretty well. You play very well. No, not pretty. You play pretty well. Petty. You play petty. Pretty well. Pretty. Hey, pretty. 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 You play pretty well. Nghe sao? You play pretty well. Play petty. Pretty well. Petty. Pretty, hey, pretty. You play pretty well. Play pretty well. You play petty. Pretty. Sao nghe như pe nhỉ? Petty nhỉ? Không phải pe đâu. Pretty. Okay. Pretty. Pretty. Hồi nãy mình nói pretty đồng nghĩa với cái gì quên rồi? Khá khá. Hả? Khá khá nhưng mà còn đồng nghĩa với một số từ. Xinh, xinh, xinh. Hả? Gì nữa? Xinh. Hả? À, đồng nghĩa với cái gì ạ? À? Khoai. Khoai rồi gì nữa? Khoai thở với lại khai cái gì ấy. Đấy là nhớ với từ khoai. Kind of. Kind of. Ừ. Kind là loại á. Nhưng mà kind of thì lại có nghĩa là khá là. Nha. Kind of, short of. Đấy. And I had a pretty busy day. Mine was rather boring. Câu này nghĩa là gì? À, tôi khá là bận. No. À, tôi đã có một ngày khá bận. That's right. Mine's what? My was rather. My là cái gì nhỉ? Của tôi á, của ngày của tôi, my day á. Thế ra ra giờ là gì ạ? Cũng bằng nó luôn á. Thấy không? Đây nè. Ừ. Thế ý là tôi đã có một ngày rất là chán đúng không? À, khá là chán. Chứ phải rất là. Khá là chán. Khá dịch, là chán. Dịch, dịch mà dịch rất là nó đi xa nghĩa khác luôn rồi nha. Rồi. Very nè. Nè, rather nè. Khá là nè. Đấy. Quite, fairly, pretty, real, rather là một chùm khá là real, very là lên tút ở trên này rồi ha. Rồi and kind of thí dụ như I kind of like you. Đây, how was it? Was quite good nghĩa là gì? I'm good, quite. Nó khá là tốt. Yeah, yeah. Fairly là hơi hơi thôi, cũng khá tốt. It was surprised. That was rather good. Cũng khá là tốt đấy. À, rồi, and next, I was, and ở đây mình có I kind of like you. Nghĩa là sao?
I kind of like you. I kind of khá là thích bạn. Yes, I kind of sort of maybe slightly possibly I think maybe like you. Rồi. Nguyên câu này dịnh sao? Đâu? Đấy. I sort of kind of maybe might slightly possibly think I maybe like you. Hơi thích bạn. Tôi nghĩ tôi hơi có thể là thích bạn. Nội có cái thích thông ở lòng vòng như vậy đó. Rồi. So, ông này ông nói là you play pretty well. Pretty well. Yes, khá tốt đấy, bạn chơi khá tốt đấy. So, you play pretty well. You play pretty well. And oh no, not really. Oh, not really. Nghĩa là không gì? Phải đâu. Không phải đâu. Not really, không hẳn. And no, not really. How often do you play? How often do you play? Do you play? Play. Okay. Play. And once or twice a year. How often? No, she's talking about the times. Yeah. You play once or twice a year. What the twice a year? Một hay hai lần bao lâu? Once or twice a year. Yes. Cái đằng trước là cái gì? What? Nó nói. You play once or twice a year. One or twice a year, đúng That's không? That's right. Once or twice a once year. Once or twice a year. Không phải try đâu mà twice. The why? Twice. Twice. Twice a year. Twice a year. 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 Con ngữ lên. Year. 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 Twice a year. Yeah. And I'm just lucky today, I guess. I'm just mất may mắn á. I'm just lucky today, I guess. Tôi chỉ may mắn ngày hôm nay thôi. I'm just lucky đoán today. Ai chữ đoán viết sao? I guess. That's right, viết sao? How do you spell it? G-U-E-S-S. Đọc bằng tiếng Anh bạn. G là G. G. Không phải G đúng không? G. G U là U. U. I. E. S S. S S S chứ không phải S S. S S. Rồi S S đâu? Rồi. I guess. S. Okay. And want to play another game? Play? Play? Want to play another game? Want to play a game? No, khác á. Want to play another game? Khác á. Cái này nó nói từ đúng không? No, nó không nói, nhưng nó đang dùng một trong ba từ này nha. Có others, another, others. Nó, đây nè. Bây giờ sự khác biệt của mấy này là sao? Hả? Đọc khác. Hả? Nói gì cũng nói. Trời ơi. Đúng là gì đó. Trời ơi. Sao nó viết khác luôn vậy? Đúng rồi nhỉ, Other. Cái khác. Other. 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 Này này nó sẽ cộng cho danh từ số nhiều nha. Other girls, những cô gái khác. Đấy. Nó cộng danh từ số nhiều. Other girls. Rồi. I'm not like other girls. I'm not like other girls. Em không giống mấy cô khác đâu. Đây, còn khi mà danh từ số ít á, thì mình lại không được dùng cái other này, tại vì nó phải cộng cho danh từ số nhiều. Mình dùng another. Là another mà viết dính vô á. Ha, đọc là another. 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 No. Nói luôn another. Another. Yes, another. Có nghĩa là một cái gì đó khác. Nó cũng cộng cho tính từ luôn. Nó cộng tính từ, nó cộng danh từ. Ví dụ như là another man, cái gì đó, hả? Would you like another drink? Bạn có muốn
đủ uống khác không? Rồi. Và others này thì lại có nghĩa là người khác hoặc là cái khác. Ha. Thí dụ mình không muốn nhắc lại những danh từ đó thì mình sẽ dùng others này. Thí dụ như là I don't want this. I don't like these shoes. Give me others. Đấy. No, I don't like these shoes. Give me others. Đấy, phải lấy cái lưỡi ra ha. Nó mới ra là others. Còn nó other thì nó sẽ thành cái đặt hàng á. Đấy. Đấy. Đấy, thì trong trường hợp này mình không cần nhắc lại shoes nữa mà mình nói là others. Cho tôi mấy cái khác đi. Đấy. 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 So, đó là cách mình phân biệt other. Nhớ được chết liền đấy. Rồi. Hai cái trên dễ nhớ nè. Cái dưới cái thế nào nhỉ? Rồi, từ từ bình tĩnh. Here you go. Đây. Đây. Another khác nè. Others. Những cái khác mới đúng. Những người khác và những cái khác. Thì nó chính xác hơn. Rồi. À, bây giờ mình ở đây. Lên thử dịch đi rồi nhớ thử cái đó. Rồi. Đây. Thon thon. Yo. Vui quá. Nghe lại thấy yêu đời. Đây, mình thấy nè, mình dịch cái câu này nha. We have another book for you. Câu này nghĩa là sao? Bạn có quyển sách, một quyển sách khác nào cho tôi không? Trời ơi là tôi. Trời, sao mà dịch ra được vậy, hay dữ vậy ta? Nhầm xuất tôi. Sắc. Chúng tôi có sách khác cho bạn. Wow. Tiếp, we have other books for you, other books for you. We have other book for you. So, other books for you. Book. Books, books. Books for you. Nghĩa là? Chúng tôi có những quyển sách khác cho bạn. Yes. Rồi, mình nói là do you have any other shoes? Thay vì đó, mình nói là do you have any others? Others. Nghĩa là sao? Bạn có những cái khác không? Yes. Bạn có mấy cái shoes khác không? Thì thay vì other shoes, then others. Okay. Shoe là giày. Ừ. Bây giờ mình thử làm ví dụ đi. Ví dụ đi. Bây giờ mình nói với another đi, một cái khác, another đi. Một cái khác. Nè, I'm not like other girls nè, đấy. Ha. Em không giống gì. Giống cô những cô gái khác. Kinh không? À, em nè, em vậy mà mấy cô khác vậy nè. Thì không giống thật chứ đùa. Ừ, nói sự thật thôi chứ có gì đâu. Phải căng. Rồi. Đúng. Rồi, ok, so are you like other girls? Huh? Are you like other girls? Yes, I like. No. Like. Hỏi bằng cái gì trả lời bằng cái đó. Are you thì là I am. Yes, I am. Yeah, I'm just like other girls, right? Yes. Nothing special. Nothing special. Not different. Yeah, I'm just the same. Em cũng vậy thôi. I'm the same. Yeah, nothing special. Em thì nothing, ha. Nothing special. Yeah, nothing special. Yeah. Chả có gì đặc biệt nha. Nothing special. Nothing special. Đừng khác quá là được. Special. 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 Okay. Special. Okay. Special. Okay. Rồi another mấy bạn. Another. Another. Một cái khác à? Cái gì khác ta? I want another. I want another what? Another gì? Another teacher. My phone. Another phone, hả? Huh? Tưởng you want another teacher? Do you want another teacher? No. Không hả? Buồn vậy? No. Right. I'm hài lòng with you. I'm satisfied with you. I'm satisfied with you. I'm satisfied with you. I'm satisfied. Giọng Mỹ ha, satisfied. 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 Satisfied.
Satisfies đâu. Satisfied. 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 Yeah, satisfied. 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 Yeah, satisfied. Đấy, satisfied with what Nhưng you mà have. học viên mà tập tốt thì mình có thể must buy with you. Are you satisfied? Hả? Bạn có hài lòng Are không? Hả? you? Yeah. Oh. Are you satisfied? Are you satisfied? Bạn có hài lòng không? Yes. Đây mình có thế Ừ. nào là very good. Hoặc là Social. not very good, huh? Not satisfied, totally unsatisfied. Okay. Kiểu đó, scale mình có các cái mức độ ha. Thí dụ như là very satisfied, okay, dissatisfied, very dissatisfied. Trời, tới đó là chắc em chết rồi. Đây, bạn dịch đi. Very unsatisfied nghĩa là Rất là không tốt. rất không hài À không lòng. hay. Ừ. Rồi, unsatisfied, neutral. Neutral là bình thường. À, trung bình đó ha. Ừ, Satisfied chuẩn hoặc bị. là cũng phải trung bình, Hay lắm. neutral là nó trung tính. Trung tính. Trung tính, À, trung tính. and satisfied, very satisfied. Okay. And Rồi, tôi how là không không nên hỏi khách câu đấy đâu, nó lại bảo very unsatisfied, chứ chắc hết ra đấy. lúc đó là không lấy lại được. Đấy là kiểu là tắt lưỡi đi, không làm được đâu bạn ơi, không được, Không được, không thôi được, được mình không cho người ta cái cơ hội đấy rồi 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 nhấc cái đầu. And oh no, how often do you play? Just lucky, I guess. And sure, after a 5 minute break. how many minutes hay là how many After a 5 minute break. After a five nghĩ minute lại break. break nghĩa là nghỉ giải lao nha. Sure, after a 5 minute break. 5 minute break à? Yes, after a 5 minute break. Thấy 5 phút không? 5 phút này không có s nha. Khi mà mình là biến nó thành danh tính từ thì nó không s. 5 minute break ha, mình kêu nghỉ ngơi chút đi là take Take a break. a break. Take Yeah, take a break. Break. a Thank break. Yeah. Rồi, thank you, bạn ơi. you. Rồi gửi Đấy cho giờ về về nhà học đọc bạn. nha. Ừ, gửi đi Vui không? học với bạn là 1 tiếng thế nó cũng đỡ chóng mặt hơn ngày xưa. Nó biết vài thứ đã chém chém đúng không? Nó đã chóng chóng hơn đúng Nó đỡ hoa mặt chóng hoa mắt chóng mặt đau đầu rồi bạn ạ. Chắc là right. não của tớ dung lượng nó đang mở dần ra đấy. Oh, chắc là Học xong giỏi rồi. Ok, thank you. I'll send you this. You, bye Bye bye. A good bye. Ừ, good afternoon. afternoon. Bye bye. Bye, see you. See you.